Rắn Mamba đen, nữ hoàng đen của bóng tối. Tên gọi phổ biến của loài này không bắt nguồn từ màu sắc vảy rắn, mà do màu sắc đen như mực bên trong vỏ miệng rắn. Rắn Mamba đen, với tốc độ nhanh như chớp và nọc độc chết người, là một trong những loài rắn nguy hiểm nhất trên thế giới. Loài rắn này có thân hình dài thon thả, màu đen tuyền óng ánh, và chiếc lưỡi màu đen nhọn hoắt. Chúng có thể di chuyển với tốc độ lên đến 20 km/h. Nọc độc của chúng là một loại neurotoxin cực mạnh, có thể gây tê liệt và suy hô hấp dẫn đến tử vong chỉ trong vòng 30 phút nếu không được điều trị kịp thời. Mamba đen thường sống ở các khu vực savanna và rừng rậm châu Phi. Chúng là loài rắn nhút nhát, thường tránh xa con người. Tuy nhiên, nếu bị đe dọa, mamba đen sẽ trở nên hung dữ và tấn công để tự vệ. Mamba đen là một phần quan trọng của hệ sinh thái châu Phi. Chúng giúp kiểm soát số lượng động vật gặm nhấm, góp phần duy trì sự cân bằng trong hệ sinh thái. Tuy nhiên, do môi trường sống bị thu hẹp và nạn săn bắt, số lượng mamba đen đang giảm sút đáng kể. Bảo vệ môi trường sống và nâng cao nhận thức về loài rắn này là những cách tốt nhất để bảo vệ mamba đen.